Xin chào các bạn, hôm nay mình đang ở nhà thờ. Mẹ mình đang ở đằng sau. Sau ba mình xong rồi. Mình đang đứng ở trên cục đá này. Chúng ta không được nhảy, nhưng mà chúng ta nhảy nhẹ thôi. Nhảy vậy là té đúng không? Bây giờ bé Quân đưa dì bé đi tham quan cái gì nhỉ? Nhà thờ. Bây giờ chúng ta đi qua bên chỗ tượng nhà thờ chúng ta coi nha. Bé Quân đưa chị bé đi, bé đi lạc bây giờ. Đây nè, đi đường này nè. Đây nè. Chị này qua nè. Rồi chúng ta đi xuống nào, chừng té đó. Đi xuống này. Rồi, chị Quân đưa chị bé đi xuống đây nào. Đi xuống này chị bé. Rồi, chúng ta đi xuống nào. Dơ, đi dục đi. Dục đi. À, bướm bướm kìa. Hoa vàng. Rồi, chúng ta đưa chị bé qua bên kia chơi kìa. Rồi đưa chị bé đi về chỗ cũ. Rồi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye. Cắt đi.